À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mình có nhận được hai câu hỏi của bạn phóng viên đó là thứ nhất là ý nghĩa của việc làm mới trong năm mới và thứ hai tức là gợi ý những cái cách làm mới một cách hiệu quả để mình có thể chuyển hóa tư duy hành động tích cực và làm mới một cách hiệu quả trong năm mới đúng không thì cái khái niệm new year new me năm mới làm mới mình nó không có còn xa lạ nữa đây gần như là một cái câu slogan rất là nổi tiếng của thiền sư làng mai với thiền sư thì năm mới làm mới mình đó là sống tỉnh thức và chánh niệm à, thì quý vị chắc chắn là cũng được nghe những cái định nghĩa và mỗi người đều có một cái quan điểm một cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề làm mới mình trong năm mới à, hiểu một cách giản dị bình dân thì nói chung là à, tại sao phải đợi tới năm mới là mới có người sẽ lật ngược cái vấn đề là lúc nào cũng phải cần làm mới mình chứ chứ đâu cần chờ tới năm mới đâu đúng không tại vì à, đức phật đã dạy là sao ta à, hoàn cảnh vô thường thân vô thường và tâm vô thường hoặc là có một triết gia hy lạp nổi tiếng có nói là không ai tắm trên một dòng hai lần trên một dòng sông để chứng tỏ cho mình thấy là mỗi một sát na qua đi thì mọi thứ vạn pháp nó đã thay đổi rồi à, có thể là có không có một cái gì nó trường tồn bất biến hết thì cái việc làm mới đó mà chờ tới năm mới mới làm thì nó có thể là, là đã cũ rồi đó à, đó cũng là một cách lập luận nhưng mà ở đây nội dung chính của mình là tại sao mình đặt vấn đề là làm mới trong năm mới đúng không thì vì thông thường chúng ta biết được rằng một năm khởi đầu từ từ mùa xuân đúng không giống như đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ vậy đó thì cái việc mà mình đặt một cái quyết tâm làm mới mình trong năm mới nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao. À, ngay cả sư cô hồi còn trẻ cũng vậy, cô cũng thường hay viết ra những cái uh, những cái to do list tức là những cái việc phải làm trong năm mới và mình có cái check note từng ngày từng ngày để mình biết là à ví dụ như mỗi ngày mình đọc bao nhiêu trang sách hoặc là mỗi tuần mình đọc được mấy quyển sách chẳng hạn rồi mình viết được bao nhiêu cái bài uh, tham luận hội thảo, báo khoa học vân vân. Đó cũng là một cái cách để mà mình đặt ra cái 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 gọi là những cái mục tiêu tiêu trong năm mới của mình Đó là lý do sao mà mình hỏi câu này phải không ạ à? Vì chúng ta thường hay có rất là nhiều cái ước nguyện lành vào đầu năm mới Chúng ta cũng thường có những cái ấp ủ là Năm mới tới mình sẽ có những điều mới tốt lành hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn và viên mãn hơn Hơn là một năm qua Cho nên cái việc làm mới mình trong năm mới nó mang cái ý nghĩa như vậy đó Với cái không khí vào xuân của đất trời Với rất là nhiều cái hy vọng lành và nhiều cái năng lượng tốt của khởi đầu một năm mới thì chúng ta đặt một cái quyết tâm làm mới mình trong năm mới thì nó sẽ sẽ có cái ý nghĩa và cái hiệu quả cũng như là cái thúc đẩy mãnh liệt hơn để mình làm cho nên đối với sư cô năm mới là mới mình nghĩa là suy nghĩ hành động và nhận thức đơn giản là mình không cần phải so sánh với bất kỳ ai mà mình làm mới mình với chính mình so với năm cũ ví dụ mình năm cũ là mình có rất là nhiều sân si nè đố kỵ nè hay tính toán thiệt hơn nè, rồi hay nổi quạo vân vân, thì năm mới mình là mới mình là mình chịu khó ít ngủ muộn nè, à, ít làm biến lại nè, ít nổi sân lại nè, cái đó cũng đã là làm mới rồi. Ví dụ bình thường mình không thể nào dậy sớm trước 12 giờ vào mỗi chủ nhật, nhưng mà năm nay mình quyết định mình làm mới mình là năm nay chủ nhật mình sẽ vẫn dậy 7 giờ sáng à, để mình có thể tham gia các khóa tu ở các chùa tổ chức hoặc là bình thường mình rất là làm biến không có chịu tập thể dục để mà duy trì sức khỏe tốt thì bây giờ năm mới mình làm mới mình bằng cách mình tham gia một cái một cái chương trình thể dục thể thao như là có thể là leo núi trekking chạy bộ bơi lội khiêu vũ hoặc là mình quyết tâm năm mới là mới mình là mình cho đi nhiều hơn không cho đi cái là bắt đầu nghĩ tới đó quý thầy quý cô là bác phải đóng tiền đóng bạc đồ không có cho đi nhiều hơn bằng nhiều cách ví dụ như là một lời nói ái ngữ một ánh mắt bao dung một nụ cười dễ thương hoặc thậm chí mình có thể hiến máu nhân đạo hiến mô tạng hiến xác cho y khoa đó cũng là cách cho đi vậy đúng không cho nên là mới mình nó tùy thuộc vào ở okay. cái độ tuổi nè cái hoàn cảnh nè và cái quyết tâm của mỗi người mình đặc biệt đối với người con phật trong năm mới làm mới mình thì mình phải giảm được tham giảm sân giảm si và tinh tấn trong cái việc làm lành tu phật học phật thì cái đó mới trọn vẹn cái ý nghĩa là mới mình ha à, còn cái câu hỏi thứ hai đó là giới thiệu hay là gợi ý một vài cái cách để làm sao mà mình có thể làm mới mình một cách hiệu quả đúng không à, thật ra thiên kinh vạn quyển thì nói rất là nhiều lời phật dạy từ nam truyền bắc truyền tổng hợp kinh điện lại thì rất là nhiều đối với nhà phật Ừ, ở cái góc độ Phật giáo mà nhìn nhận thì sư cô thấy là chúng ta cần phải áp dụng à, đó là bác chánh đạo mà đứng đầu của bác chánh đạo đó là chánh tri kiến. Tại cho dù mình có nói đông nói tây nam truyền hay bắc truyền hệ phái gì thì chăng nữa thì tu Phật cũng không ngoại bác chánh đạo hay nói khác hơn đó là giới định tuệ văn tư tu đó nói kiểu gì cũng không ra khỏi cái đó. Cho nên đây là cái cách thực tập đúng đắn nhất và đứng đầu của bác chánh đạo đó là chánh kiến. Đầu tiên mình phải có cái nhìn đúng đắn đã, mình đã có cái nhìn đúng đắn rồi thì hành động tư duy việc làm của mình nó sẽ đúng đúng đắn theo nói như vậy không có nghĩa là không cần tinh tấn tại vì nếu như mình thấy đúng rồi mà mình không làm thì sao đúng không mình cần cái tránh tinh tấn tức là cái nỗ lực đúng đắn nhưng mà có một cái hay là khi mình thực hiện được một mình trọn vẹn được một cái điều trong bát chánh đạo thì nó đã bao gồm cả bảy điều còn lại rồi có nghĩa là trong một mà có cả bảy đó chánh kiến nó cũng bao gồm đủ chánh tư duy chánh tinh tấn chánh niệm chánh định trọn vẹn ở trong đó rồi đúng không? Cho nên là người con Phật thì cái cách mà chúng ta có thể áp dụng hiệu quả làm mới mình nhất đó là áp dụng thực tập bát chánh đạo theo lời của Phật dạy để mình có cái nhìn đúng đắn, từ đó tư duy của mình đúng đắn, mình có cái nỗ lực đúng đắn, mình có cái đường đi đúng đắn từ lời nói, hành vi, việc làm của mình nó đều đúng đắn thì cái lúc đó tự nhiên tự nhiên như nước chảy mây trôi thì mọi cái hành động của mình trong năm mới nó đều rất rất là à, đạt cái hiệu quả cao. À, phải nói là có cái hiệu quả cao nhất và nó mang tính tích cực nhất tại vì mình nỗ lực không đúng đắn đó là mình sẽ giống như mình tà tinh tấn <laughs> mình nỗ lực không đúng đắn thì nó đưa đến cái kết quả xấu cho nên nói dòng nói do phân tích một cái nó cũng sẽ có bảy cái trọn vẹn và chỉ cần thực hiện bát chánh đạo thôi thì không riêng vì cái việc làm mới mình trong năm mới mà tất cả mọi việc từ đường đời đến đường đạo của mình đều rất là hanh thông và trọn vẹn cho quý Phật tử nào mà vẫn còn chưa biết bát chánh đạo là gì thì mình chịu khó học lại cái phần học căn bản, nghe cho nhiều, nghe giảng pháp thật nhiều và đọc sách thật nhiều để nghiên cứu kỹ về bác chánh đạo từ đó mình áp dụng thực hành thì quý vị sẽ có bình yên à, hoàn thành cái việc mà làm mới mình trong năm mới một cách nhẹ nhàng tự nhiên không có phải gồng lên thái quá mà cũng không có lùi sùi quá. À, nhà Phật là trung đạo đó tránh hai cái cực đoan mình đừng có âm thầm khai trương rồi uh, tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa nghĩa là lúc mình đặt mục tiêu thì to tác quá mục tiêu làm mới mình nó lớn lao quá xong cái lùi xùi được 3 tháng đầu năm sau đó không làm gì nữa thì nó không có hiệu quả à mình tránh hai cái thái cực mình cứ đi trung đạo thì bền bỉ đúng đắn thì mình sẽ có kết quả tốt đẹp kính chúc quý Phật tử năm mới à, được nhiều sức khỏe và có thể thành công trong cái việc làm mới mình nam mô bổn sư thích cao đi Phật